Em chào các bác nhá. Nay đang ra vườn để đào củ sắn. Đây mọi người cũng không, cây sắn này bố mẹ chồng cũng không biết để bao nhiêu lâu rồi mà nó to quá. Đây này, ôi giời ơi này mọi người ra đây xem củ sắn này. Nó to như củ chuối thế. Sắn Hải Dương to và dài lắm. Cái này đấy à, trong Nam gọi là củ khoai mì đấy, mà chắc mọi người cũng chưa ăn củ khoai mì nào mà nó to thế này. Đây này đấy, không biết cây này được mấy củ. Cây này một củ cả gia đình ăn không hết, không biết là to này sợ nướng không được, nhưng mà thôi cứ nướng chứ, mà không mà cứ để này thì để thế này thì nó già xong nó thối phí lắm. Đấy. Này hôm bữa bị máy múc nó cắt mất một đoạn rồi, không là củ này còn to lắm này. Đây. Nó bị hôm bữa máy múc xúc nhớt đất ở nhà nó cắt mất đây. Đây. Đây mọi người. Đây là củ sắn Hải Dương nhá. To và dài lắm, cả ký á. Trời ơi này, cảm ơn cắm ấy. Ừ, còn củ còn mấy nhiều củ lắm, chưa hết được đâu. Đây là đây củ nữa này. Đấy. Đấy, củ này thì bé hơn. Ui, nhiều lắm. Ui, đâu cũng thấy luôn á. Đấy, có cả củ to ăn củ nhỏ, củ to mà nó bị sượng quá không ăn được thì mình nướng thêm củ nhỏ nữa. Ừ, đây là củ to dài lắm các bác ạ. Ui rồi này, ba củ cạnh nhau luôn này, đúng là người ta phải nhỏ lên. Củ này sai ghê trời, cây này sai quá ấy à. Nếu mà hết cây này nó phải một cây này chắc nó phải có vài cân luôn á. Đấy này, hồng này, sẵn hồng chết luôn. Củ này nó đã bị chặt ra này. Ừ, bữa mấy múc nó múc. Wow. Thôi, nhiều đây là cũng đủ ăn rồi đấy. Bây giờ đào hết nữa về ăn không hết. Đây, sắn Hải Dương đây. Đây là có một cây thôi, chứ mà đào hết chỗ này thì nó phải rơi vào tầm mấy chục ký. Thôi, có dịp thì ra Hải Dương thì ăn sắn Hải Dương nhá, to và dài lắm. Thôi, lấp lại cho nó ra củ. Ngon quá.